Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Các địa phương tập trung khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông ở mức cao nhất. Tiếp đó, một nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật phòng bệnh khô vằn trên cây ngô đông. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Theo đó, xã Thiệu Thành huyện Triệu Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được hỗ trợ 500 triệu đồng. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 gồm Đông Khê huyện Đông Sơn, Đồng Lợi và xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và được hỗ trợ 600 triệu đồng một xã. Trong những ngày qua, giá lợn hơi ở Thanh Hóa đã xuống thấp nhất trong vòng 2 năm qua, chạm mốc 32.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá thức ăn, giá con giống vẫn ở mức cao, khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Theo người chăn nuôi, giá lợn hơi bắt đầu giảm từ tháng 8 năm 2021 ở mức khoảng 55.000 đồng một kg. Từ tháng 9 năm 2021 giảm xuống dưới 50.000 đồng một kg. Đến đầu tháng 10 năm 2021 giảm xuống từ 34 đến 36.000 đồng một kg. Trong những ngày qua, giá lợn hơi đã chạm mốc 32.000 đồng một kg. So với giá bình quân năm 2020, mức giá hiện tại đã giảm từ 30.000 đến 35.000 đồng một kg trong khi giá bình quân thức ăn chăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ năm 2020 từ 20 đến 45%. Nguyên nhân khiến giá lợn giảm sâu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên việc vận chuyển, lưu thông gặp khó khăn, trong khi nguồn cung dồi dào. Trong những tháng cuối năm 2021, ngành nông nghiệp thanh hóa khuyến cáo người chăn nuôi phải chủ động phương án tái đàn phù hợp, thích ứng linh hoạt với thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả. Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình sản xuất, huyện Như Thanh đang tiếp tục khai thác lợi thế về quỹ đất để xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn xanh, phục vụ chăn nuôi đại gia súc và cung cấp cho các trang trại bò sữa trên địa bàn. Huyện Như Thanh đã quy hoạch vùng nguyên liệu thức ăn xanh tại một số xã như Phú Nhuận, Hải Long, Mậu Lâm, Yên Thọ, thị trấn Bến Sung với tổng diện tích gần 1.100 hectare. Trong đó diện tích trồng cỏ voi khoảng 650 hectare, ngô dày gần 450 hectare năng suất bình quân đạt 300 tấn hecta một năm, doanh thu đạt từ 180 đến 200 triệu đồng hecta một năm. Việc mở rộng diện tích trồng cây làm thức ăn chăn nuôi không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn nâng cao hiệu quả chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc. Thời gian tới, huyện Như Thanh sẽ khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn nhằm hình thành vùng sản xuất cây thức ăn cung cấp cho các trang trại bò sữa tại địa phương và một số huyện lân cận. Tại tỉnh Nghệ An, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 67 ổ dịch xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại 13 huyện, thành phố. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã có 279 ổ dịch tả lợn châu Phi tại hơn 7.000 hộ dân thuộc 20 huyện, thị thành phố. Tổng số lợn đã tiêu hủy trên 22.000 con, sắp xỉ 1.400 tấn. Tỉnh Nghệ An đã thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát, vận chuyển siết mổ kinh doanh lợn trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ lợn trong vùng dịch mà không có kiểm dịch, vứt xác lợn chết ra môi trường. Cùng với đó, đẩy mạnh tiêm phòng vụ thu năm 2021 đảm bảo đạt tối thiểu 80% tổng đàn. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu tháng 10, xuất khẩu tôm của Việt Nam đang từng bước phục hồi. Mặc dù giảm mạnh trong tháng 8 và tháng 9, nhưng xuất khẩu tôm 9 tháng năm 2021 vẫn đạt gần 300.000 tấn, trị giá trên 2,7 tỷ đồng, tăng 1,15% về lượng và tăng 2,42% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết xuất khẩu tôm trong tháng 10 năm 2021 đang ghi nhận sự phục hồi mạnh. Các đơn hàng xuất khẩu tăng và lượng hàng hóa lưu thông ổn định. Từ nay đến cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu nhập khẩu tôm của các nước châu Âu, Hoa Kỳ sẽ tăng. Đây là cơ hội để mặt hàng tôm đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng mạnh ở những tháng cuối năm. bà con quý vị và các bạn, những ngày qua, mưa kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất vụ đông của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Các địa phương và bà con nông dân đang đẩy mạnh chăm sóc và gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại và tiếp tục đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông đã đề ra. Vụ đông này xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương có kế hoạch gieo trồng 124 hectare. Tuy nhiên, mưa kéo dài trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại một số diện tích ngô mới gieo không phát triển được, một số diện tích sau mổ mất trắng. Đến nay, xã Quảng Yên mới gieo trồng được khoảng 35% diện tích cây trồng vụ đông. Một số cây trồng vụ đông do mưa kéo dài nên đã hết thời vụ gieo trồng. Xã Quảng Yên đang vận động bà con chuyển đổi sang một số cây trồng khác phù hợp. Đối với các cây là diện tích cây mà không còn thời vụ, thì sẽ chuyển sang các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao, đảm bảo được cái một là cái diện tích theo cái kế hoạch được giao. Cái thứ hai là đưa lại cho nông dân một số cái thu nhập. Vụ đông năm nay tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch gieo trồng trên 45.000 hecta. Đến thời điểm này toàn tỉnh mới gieo trồng được trên 29.600 hecta, đạt 65,9% kế hoạch. Một số địa phương có diện tích gieo trồng đạt thấp so với kế hoạch như huyện Nga Sơn đạt 29%, Lăng Chánh 31%, Thường Xuân 34%, thị xã Nghi Sơn 40%. Đặc biệt, mưa kéo dài trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều loại cây trồng bị thiệt hại, thối rễ, dập lá, phát sinh các loại sâu bệnh. Đến thời điểm hiện nay thì huyện Triệu Sơn là tập trung chỉ đạo là mở rộng các diện tích các loại cây trồng vụ đông ưa lạnh. Phấn đấu là trong tháng 11 này thì huyện Triệu Sơn sẽ hoàn thành kế hoạch là gieo trồng khoảng 1.200 ha các loại cây rau màu ưa lạnh cũng như là chỉ đạo các xã thị trấn là chủ động tìm kiếm và xây dựng các cái liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp hợp tác xã với người sản xuất vụ đông để đảm bảo được cái sản phẩm vụ đông của bà con nhân dân khi sản xuất ra là được tiêu thụ. Đối với cái cây trồng ngựa ấm ấy, thì tập trung chỉ đạo chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc sau mưa bão, kết hợp bón các loại phân, kích thích ra rễ như phân lân và các cái thuốc chế phẩm sinh học. Hai là đối với cây ngô thì tập trung phát triển cây ngô dùng làm thức ăn chăn nuôi cho bò sữa, có thời gian sinh trưởng ngắn để tập trung mở rộng cái diện tích vụ đông ngô đông. Đồng thời là đẩy mạnh cái diện tích sản xuất cái cây rau màu các loại, cây ngắn ngày rau màu ngắn ngày ưa lạnh để phục vụ cho các tiêu thụ vào cái dịp Tết Nguyên đán trong thời gian tới. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa và rét. Vì vậy, ngành nông nghiệp Thanh Hóa khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân cần chủ động phương án phòng chống úng, đồng thời tuyệt đối không sử dụng các loại phân đạm để bón cho rau màu. Tập trung chấm dặm lại đối với các diện tích bị thiệt hại nhẹ, có giải pháp chuyển đổi linh hoạt các loại cây trồng đã hết thời vụ. Thưa bà con, quý vị và các bạn, khô vằn là một trong những bệnh khá nguy hiểm và phổ biến ở cây ngô vụ đông. Bệnh do nấm gây ra thường gây hại trên những ruộng trồng dày, bón nhiều đạm hoặc trồng trên đất trồng lúa vụ trước đã bị bệnh khô vằn. Trong một nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật nhận biết và phòng trừ bệnh khô vằn cho cây ngô đông. Triệu chứng bệnh khô vằn trên cây ngô đông, bệnh hại trên các bộ phận phiến lá, bẹ lá, thân và bắp ngô tạo ra các vết bệnh lớn, màu xám cho, loang lổ đốm vằn da hổ, hình dạng bất định như dạng đám mây. Vết bệnh lan từ các bộ phận phía gốc lên tới áo bắp và bắp ngô, bông cờ, làm cây lá úa vàng, tàn lụi, khô chết, bắp thối khô. Ở vụ đông, bệnh hại nặng thường phát sinh vào thời kỳ cây ngô từ 6 đến 7 lá, sau đó phát triển mạnh, tăng nhanh tỷ lệ bệnh vào thời kỳ ra bắp đến thu hoạch làm khô chết hoặc thối hỏng bắp ngô biện pháp phòng trừ, làm đất, ngâm nước ruộng để diệt trừ nguồn bệnh và tàn dư trong đất. Bà con nên chọn lọc trồng những giống ngô ít nhiễm bệnh, hạt giống tốt, gieo đúng thời vụ, mật độ trồng vừa phải, không trồng quá dày, tránh động nước. Khi bệnh xuất hiện có thể phun thuốc đặc trị trong danh mục cho phép, phun 2 đến 3 lần cách nhau 10 ngày, kết hợp tỉa bóc lá bệnh khô chết trên cây. Bà con cũng có thể bón chế phẩm Chisodema vào đất trước khi gieo trồng hoặc pha nước tưới gốc sau khi cây con đã mọc phun vào gốc mặt đất và cây con khi chớm có bệnh trên đồng ruộng. Sau khi kết thúc vụ thu hoạch, bà con nên vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tiêu hủy các tàn dư thân lá cây ngô bệnh. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.